Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau cùng với lại đồng hành cùng Làn Sóng Xanh. Và chúng ta hãy nhớ là theo dõi chương trình vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên YouTube Việt Nam và sẽ để đồng hành cùng với lại Làn Sóng Xanh. Ngày hôm nay thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 16 tháng 12, ngày chung kết trao giải của Làn Sóng Xanh năm 2013. Hứa hẹn sẽ có rất là nhiều bất ngờ. Năm nay không biết là có điều gì đặc biệt không ạ Diệu Minh? Những điều đặc biệt rất nhiều và chúng ta sẽ bật mí từ từ trong từng chương trình đồng hành một. Và tuần này thì Diệu Minh cùng với lại Minh Tuấn sẽ chia sẻ cùng với các bạn hai yếu tố làm nên lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay, đó là người dẫn chương trình cũng như là đạo diễn âm nhạc của chương trình. Như các bạn cũng biết thì năm nào Làn Sóng Xanh cũng cố gắng ghi dấu ấn với những tiết mục kết hợp độc đáo và năm nay cũng vậy. Các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Năm nào Làn Sóng Xanh cũng ghi dấu ấn với các tiết mục biểu diễn là những sự kết hợp rất thú vị. Đó có thể là loạt liên khúc của các ca sĩ trẻ, là phần biểu diễn của các nhạc sĩ hay sự kết hợp giữa các thế hệ ca sĩ với nhau. Điểm đặc biệt này có thể thực hiện được là nhờ tình cảm của các nghệ sĩ dành cho Làn Sóng Xanh, cũng như đam mê cống hiến của họ để dành cho khán giả những điều hấp dẫn nhất. Mấy năm ngoái, sự kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh đã tạo nên cơn sốt truyền thông vì cả hai đã rất lâu năm không đứng chung sân khấu và điều này họ chỉ thực hiện vì Làn Sóng Xanh. Mỗi năm em đều rất là mong chờ cái lễ trao giải Làn Sóng Xanh bởi vì đây là một chương trình được đầu tư rất là công phu và có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ em yêu thích. Thì em rất là hy vọng chương trình sẽ càng về sau càng có sự đầu tư và có cách tiếp cận mới mẻ hơn đối với những khán giả trẻ như em. Và em thật sự rất là mong chờ đến lễ trao giải 26 tháng 12 năm nay. Khán giả đã dẫn chương trình Làn Sóng Xanh trong nhiều năm thì mình cảm thấy đặc biệt yêu thích đó là đang trao giải chương trình Làn Sóng Xanh thì là hậu tụ của những cái ngôi sao và đặc biệt là có những tiết cùng một song ca, nam ca cũng như tốt ca rất là đặc sắc. Như chương trình Làn Sóng Xanh năm ngoái, kỷ niệm 15 năm thành lập thì đã có một cái tiết mục những người thương, rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng và cũng đã để lại những cái dấu ấn trong lòng khán giả. Thì hy vọng những chương trình Làn Sóng Xanh để đi đẻ như là sức năm nay cũng như những năm sau nữa thì sẽ có những tiết mục đặc sắc và thú vị như vậy nữa. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Con sông lang thang trôi xa mãi mãi, cuốn theo dòng đời hỡi em. Cuộc tình mùa đông hôm nay anh nghe buốt giá. Vì sao mình đường đời hai lối? Tôi hay tán dóc và cười đùa, tôi không giống như xưa. Giọt đắng cay thắp tan bao không xa. Năm nay Làn Sóng Xanh tiếp tục xây dựng một kịch bản với nhiều yếu tố bất ngờ, hấp dẫn để tạo sự thu hút công chúng. Các năm trước khá xuất sắc về mặt thời lượng, năm nay với 120 phút, Làn Sóng Xanh dành ưu tiên phần nhiều cho việc bày tỏ cảm xúc của những người được giải. Phần dàn dựng cũng trẻ trung và hiện đại hơn với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong vai trò đạo diễn âm nhạc. Lần đầu tiên anh làm việc cùng Làn Sóng Xanh. Tôi nghĩ là Làn Sóng Xanh là một giải thưởng lâu đời nhất hiện nay và nó còn phản ánh rất là rõ cái đời sống âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Và trong những năm trước thì Phong là cũng là một trong những nhạc sĩ được khán giả yêu mến và bình chọn trong cái hạng mục giải thưởng nhạc sĩ. Riêng năm nay thì rất là đặc biệt là Phong là lần đầu tiên Phong làm đạo diễn cho lễ trao giải của năm nay và Phong cảm thấy rất là hào hứng bởi vì Phong nghĩ rằng sức trẻ của mình, cái tư duy mới của mình có thể làm đóng góp vào và thay đổi được cái không khí và làm gió mới cho các anh chị em nghệ sĩ, các bạn trẻ tài năng trong chương trình này. Về phần trao giải của năm nay thì Phong nghĩ cũng sẽ xây dựng như mọi năm thôi, nhưng mà Phong sẽ có cái cách để tôn vinh những người làm nghề, cụ thể là những người nhạc sĩ, những nhà sản xuất rõ ràng hơn. Một cái bài hát, một ca khúc được nhận giải thưởng thì đằng sau đó có rất là nhiều người có vai trò rất là quan trọng chứ không chỉ là ca sĩ không, cho nên là Phong năm nay sẽ tôn vinh cả ekip của họ nữa. Đó là phần về giải thưởng. Còn về phần âm nhạc của năm nay thì Phong nghĩ là Phong sẽ dùng không khí trẻ hơn, sẽ dùng những cái chất liệu mà nó mang hơi hướng thời đại, nó cập nhật xu thế nhiều hơn và Phong tạo điều kiện cho các bạn trẻ, những bạn mà còn đang rất là nhiều năng lượng, nhiệt huyết, có cái đất để biểu diễn nhiều hơn. Cụ thể là sẽ có một màn
biểu diễn kết hợp rất là nhiều ca sĩ và phong dàn dựng như là một vở nhạc kịch nhỏ theo phong cách hiện đại. Chàng MC đa tài Trấn Thành sẽ là người dẫn dắt chương trình trao giải năm nay với thế mạnh hoạt ngôn, vui vẻ, sôi nổi và hài hước. Trấn Thành hứa hẹn sẽ mang đến cho làn sóng xanh năm nay một màu sắc tươi tắn, trẻ trung và gần gũi. Xin chào quý vị khán giả, Trấn Thành rất vui được gặp lại toàn thể quý vị. Có thể nói là hồi xưa khi mà Thành còn nhỏ, Thành hay nghe một cái chương trình trên radio, đó là chương trình Làn Sóng Xanh. Và đó là một chương trình mà mình không bao giờ bỏ lỡ, cứ đến cuối tuần là mình phải mở lên để nghe chương trình Thanh, rồi một số những cái biên tập viên trên đài nói về những bài hát được xếp hạng cao nhất trong tuần. Và Thành là một cái fan trung thành của chương trình đó, tuần nào Thành cũng nghe và bài nào Thành cũng thuộc. Và đôi khi mình bực dọc, mình tự đập cái radio vì cái bài hát mà mình yêu thích nó không có lên hàng top. Và đó là một trong những cái kỷ niệm thời thơ ấu rất là đáng nhớ. Và không ngờ ngày hôm nay rất là vinh hạnh khi được Làn Sóng Xanh chọn Thành làm người dẫn chương trình năm nay. Khi mà được nhận lời làm người dẫn chương trình của Làn Sóng Xanh thì Thành cảm thấy rất là vui, là bởi vì đó là một chương trình mà mình đã thích. Mà thường á, mình thích cái gì thì mình sẽ làm tốt cái việc đó. Và Thành cũng hy vọng là ngày hôm nay khi Làn Sóng Xanh đang từ radio chuyển sang một sân khấu thật với những cái lễ trao giải được dàn dựng một cách công phu và hoành tráng như vậy và được đầu tư một cách rất là nghiêm túc, sẽ mang đến cho quý vị một chương trình thật sự có ý nghĩa và được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Thành hy vọng là với cái sự hài hước của mình và một tí xíu đổi mới trong phong cách thì Thành sẽ mang đến cho quý vị một buổi lễ trao giải không lúc nào cũng nghẹt thở trong cái sự hồi hộp căng thẳng chờ đợi kết quả, mà sẽ là một cái buổi lễ rất là thoải mái, rất là vui tươi. Và bên cạnh đó, sự hồi hộp đó sẽ chuyển sang là một cái gì đó lâng lâng và bất ngờ. Thành hy vọng Thành sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc thật là bất ngờ và tất cả đều là để mai tính. Lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 và sẽ hứa hẹn rất là nhiều tiết mục hấp dẫn dưới sự dàn dựng của Phong. Và các bạn cũng biết nó như thế nào, hãy đón xem. Và nói về Làn Sóng Xanh thì Thành một lần nữa xin được chúc cho Làn Sóng Xanh sẽ trở thành một trong những chương trình luôn luôn nằm trong lòng của quý vị khán giả, bởi vì nó đã bắt đầu đi từ trái tim của người yêu nhạc Việt Nam ngay từ rất là sớm. Và đó là một trong những chương trình đầu tiên có cái bảng xếp hạng về các ca khúc được yêu thích. Và Thành hy vọng rằng là một cái chương trình như thế sẽ được tiếp tục lưu giữ và quý vị các bạn sẽ ủng hộ nó nhiều hơn nữa. Và hàng năm những buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức long trọng hơn, hoành tráng hơn, đặc biệt hơn, bất ngờ hơn. Và Thành hy vọng rằng là năm sau chúng tôi sẽ có mặt với mình nữa. Và hy vọng quý vị một lần nữa hãy tiếp tục ủng hộ cho Làn Sóng Xanh năm nay. Kính thưa quý vị, đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hải Phong và MC Trấn Thành chắc chắn là những cái tên sẽ đảm bảo cho chương trình năm nay sẽ là một chương trình vô cùng hoành tráng. Bản thân Minh Tuấn thì cảm thấy rất là náo nức, không biết rằng là chương trình này sẽ có điều gì hấp dẫn đây. Rất là mong chờ đến ngày 16 tháng 12. Quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với lại Làn Sóng Xanh nhé. Chương trình của chúng ta thì sẽ được truyền hình trực tiếp, sẽ được truyền thanh trực tiếp và bên cạnh đó thì cũng sẽ được phát trên kênh YouTube Pop Việt Nam. Hãy cùng đồng hành với lại Minh Tuấn, Diệu Minh cũng như là Làn Sóng Xanh quý vị nhé. Trong số của tuần sau thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về các đề cử triển vọng, cũng là một trong những hạng mục rất là quan trọng và được chú ý hàng năm của Làn Sóng Xanh, và một số các đề cử khác nữa. Các bạn nhớ đừng quên theo dõi lúc 21 giờ trên YouTube Pop Việt Nam. Còn bây giờ thì Diệu Minh và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye. Hạnh phúc nhé, dẫu không là anh.